Ui, chúng chú ơi, anh ơi, chú ơi. Anh bắn đẹp thế. Có cánh rồi hay sao ấy? Rơi vào trong kia để em vào nhặt xem. Rơi trong này rồi. Đại ca. Đại ca. Cái gì? Đại ca ơi, cho em vào nhặt con chim cái. Cái gì đâu? Đại ca cho em vào nhặt con chim cái. Chim cấp gì đây? Biết. Đại ca ơi, đại ca còn lạ gì bọn em nữa. Đại ca, ca cho bọn em biếu đại ca số chim. Chiều làm bữa, mày bắn xuống tay thật. Ôi đại ca ơi, hôm nào mà bọn em chả lảng vảng trong này bắn chim, đại ca còn lạ gì bọn em nữa mà nhìn. Tụi bay ra vào đây liên tục, biết là làm mà nhớ. Thôi đại ca thông cảm, cho em vào em nhặt hai con chim trong kia cái, xong em mới ra ngay. Thôi, bỏ nhặt rồi đi ra ngay. Dạ dạ dạ, dạ. Cảm ơn đại ca. Ôi, anh ơi trong này rộng quá, tìm khó đấy. Chắc mình xin đại ca uống miếng nước với lại rửa mặt cái mình đi để cho đại ca nghỉ ngơi. Nước thì trên bàn, còn rửa mặt ở ngoài kia. Dạ dạ, cảm ơn đại ca. Đại ca, uống nước với em miếng nè đại ca. Rồi, chú tự nhiên đi. Súng đẹp quá chú. Cái này là em tự chế á. À, đại ca muốn thử không? À, cho thử một cái. Thích lắm. Đây, đạn em nạp sẵn rồi. Giờ lên. À, đại ca thử đi. Ô, được rồi chú. Cũng khá đó chứ. Thử đi, nhiều đạn lắm. Mời mấy chú ngồi dùng nước. Dạ. Đại ca cứ bắn thoải mái đi, đạn bọn em đầy. Đại ca ở đây rộng rãi sướng nhỉ. Chú đâu đến? Ô, em ở ngay ngoài thị trấn. Sao nói giọng Bắc? À, em lấy vợ ở trong này, còn ông anh này là vào đây làm mỏ bô xít. Dạ. Đại ca, đại ca chơi được rượu không? Chúc chúc. Rượu nếp cực êm luôn. Em bảo này, hay có khi anh em mình làm hết chỗ chim này nhở? Làm bữa là đẹp luôn đấy. Được không ạ? Được. Nhưng mà có tiếu, ai uống ai nhịn chú. Ôi trời ơi, đại ca nói thế nào, trông thế này thôi, gần lít của em đấy. Thử đi đại ca, ngon lắm cái rượu biết này. Biết luôn. Tuyệt lắm. Tuyệt. Cái này á nha, mà làm với lại thịt chim nướng, đại ca quên sầu luôn. Nhưng tao không biết làm. Yên tâm, cái này là cái món ruột của em. Em làm món chim nướng, ướp gia vị hành tiêu tỏi ớt khoảng 15 phút. Mình xiên che, mình nướng lên, nó vàng vàng tới á. Chấm với nước mắm pha đó. Trời ơi, nhức nách. Nghe chú nói là đã ngon rồi. Vô chú... em nghĩ là không nên trì hoãn cái sự sung sướng đấy lại. Bây giờ làm luôn. Dạ dạ. Bây giờ mày đi ra vườn coi có rau rừng gì, là rau cỏ gì mày hái vô đây. À, đại ca cho em hỏi là sau vườn nhà mình nó có cái rau gì, rau thơm gì mà ăn kèm với chim ngon không? Khối ở ngoài kia ra mà hái. À, đằng sau này ạ. À, vâng, để em đi đây. Bây giờ đại ca bắt cho em cái nồi nước sôi nha. Rồi, dạ rồi. Dạ.